Vâng, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn khai thác và sử dụng cái nền tảng học và thi trực tuyến của e-learning do VNPT, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam nghiên cứu. Thế trong cái phần hướng dẫn này thì tôi sẽ hướng dẫn chúng ta cách sử dụng để tạo một bài giảng trực tuyến trong cái phần mềm e-learning. Mục đích của cái tài liệu chúng làm là hướng dẫn cái khóa học để tạo cái bài giảng, bài kiểm tra cho học sinh và hướng dẫn các thầy cô giáo sử dụng hệ thống một cách chi tiết, rõ ràng, đầy đủ. Sau đây là cái phần tổng quan sử dụng. Nó sẽ có những cái phần đó là phần truy nhập, thì trước khi vào ấy thì chúng ta sẽ phải vào cái trang web đã. Thì chúng ta sẽ cùng nghiên cứu. Thì chúng ta sẽ mở trình duyệt. Và theo tôi mở trình duyệt Google Chrome là nó sẽ ổn định nhất. Thế vậy thì chúng ta khi mở trình duyệt lên, chúng ta gõ vào cái thanh tìm kiếm ấy, địa chỉ chúng ta gõ là thhunghoa.lms.vnedu.vn thì nó ra nền tảng của cái giao diện trang web như này. Thì trong cái phần này tôi sẽ hướng dẫn chúng ta cái bước như sau. Cái bước 1 là chúng ta sẽ truy cập và đăng nhập hệ thống. Đấy. Bước 2 là tạo mới và cấu hình bài học. Bước 3 là tạo mới và quản lý bài giảng trong khóa học. Bước 4 là quản lý học viên trong khóa học. Bước 5 là tạo danh sách câu hỏi. Và bước 6 là tạo bài kiểm tra và đề thi cho học sinh học online. Thế trong cái nội dung buổi tối ngày hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn các bạn là truy cập hệ thống, tạo mới cấu hình khóa học và quản lý bài giảng trong khóa học. Còn với phần quản lý học viên, danh sách câu hỏi và tạo bài thi thì để video sau tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn. Thế để làm được, trước tiên chúng ta sẽ vào phần đăng nhập. Thì phần đăng nhập của các tài khoản của học sinh và của giáo viên là tôi đã tạo. Và đối với cái tài khoản của trường tiểu học Hưng Hóa của giáo viên thì tôi sẽ bàn giao cái mật khẩu và cái tài khoản cho các bạn sau. Ngày mai tôi sẽ bàn giao. Và kể cả học sinh tôi sẽ bàn giao cả cái tài khoản để các em đăng nhập vào, các em học các bài giảng mà cô giáo đưa lên. Thế xong phần đăng nhập thì tôi lấy ví dụ luôn là cái địa chỉ đăng nhập của tôi để tôi đăng nhập. Thì chúng ta sẽ tích vào cái phần đăng nhập. Đấy. Trong này có 3 nội dung để đăng nhập. Đăng nhập bằng tài khoản Edu, đăng nhập bằng tên đăng nhập và email, đăng nhập vào mã dự thi. Thì trong phần này tôi hướng dẫn các bạn là đăng nhập vào cái tên đăng nhập và email. Chúng ta tích vào đây. Chúng ta nhập tên đăng nhập. Và tên đăng nhập chính là cái email, email của chúng ta mà các bạn cung cấp cho chúng tôi ấy. Đấy. Đó là của tôi là Nguyễn Thắng 17. Chúng ta gõ mật khẩu vào. Với cái mật khẩu này tôi sẽ cung cấp cho các bạn để các bạn đăng nhập. Đấy, sau đó chúng ta đăng nhập. Thế như vậy chúng ta đã đăng nhập vào cái hệ thống học tập trực tuyến. Thì trong phần này thì tôi sẽ giới thiệu qua một chút. Ở trên này là cái giao diện, là cái account của tôi, tên đăng của tôi. Đã. Trang cá nhân và đăng xuất đây. Nếu mà muốn đăng xuất thì nó đăng xuất vào đây. Và chỉnh sửa trang cá nhân vào đây. Và đi vào trang chủ. Đã. Và trong phần này nó có phần quản trị khóa học. Đấy, quản trị, quản lý thi, kho học liệu, tài liệu, hệ thống báo cáo và quản trị khảo sát. Thì trong này nó có một số thông tin nữa, đó là cái giao diện của tôi, cái ảnh avatar của tôi này, bảng tin, tin nhắn. Thì trong phần này chúng ta đăng nhập, như vậy là chúng ta đã biết cách đăng nhập rồi. Chúng ta chỉ cần có email và mật khẩu là chúng ta sẽ đăng nhập được vào cái phần mềm này. Cái quan trọng
tiếp theo đó là cái sang bước 2. Bước 2 là chúng ta sẽ tạo mới và cấu hình khóa học. Thì chúng ta vào quản trị khóa học. Trước khi chúng ta vào danh sách khóa học thì chúng ta sẽ vào tạo danh mục khóa học. Đây chúng ta sẽ click xuống dưới này. Danh mục khóa học. Thì trong phần danh mục khóa học này thì chúng ta sẽ, thứ nhất là ta sẽ chọn là tên danh mục. Thì chúng ta sẽ gõ là mỹ thuật đan mạch lớp 2 chẳng hạn. Lớp 2. Thế còn các bạn khác mà dạy bộ môn hóa thì chúng ta sẽ tạo một cái tên danh mục, đó là chương mấy, hoặc là nội dung là số tự nhiên, hoặc là tập đọc hay cái gì đó, thì chúng ta hay tiếng Việt hay tự nhiên xã hội thì chúng ta sẽ tạo ra tên danh mục. Đấy. Còn cái phần danh mục tra đây thì chúng ta cũng không cần phải chọn, vì đây nó như cả với cây thư mục thôi. Thì chúng ta sẽ tiếp tục ta tích vào là trường Trào Hưng Hóa. Đấy, nó sẽ hiện là trường hiện tại. Và chúng ta cái phần mô tả, chúng ta sẽ mô tả một cái gì đó vào đó, thì chúng ta sẽ mô tả để cho dễ nhớ và dễ hiểu. Đấy. Sau đó chúng ta sẽ tạo mới. Như vậy là chúng ta sẽ tạo được là mỹ thuật đan mạch lớp 2. Trước là tôi đã tạo một cái danh mục bài học là mỹ thuật đan mạch rồi. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ tôi tạo tiếp là mỹ thuật đan mạch lớp 2. Sau khi chúng ta tạo danh mục khóa học rồi thì chúng ta sẽ quay trở lại và sẽ tạo danh sách khóa học. Và cái phần này là cái phần quan trọng. Thì chúng ta sẽ tạo một cái bài học của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ tạo danh sách khóa học. Tạo danh sách khóa học thì chúng ta sẽ vào mục là danh mục khóa học là mỹ thuật đan mạch lớp 2. Ta chọn khối 2 và môn học là mỹ thuật. Trạng thái là cho đang hoạt động đi. Và chọn người tạo. Đấy, chúng ta sẽ đánh tên chúng ta vào đây. Để tôi đánh là tháng 77 chẳng hạn. Ví dụ như vậy, người tạo này đấy. Trong cấu hình chức năng. Khối 2. Danh mục khóa học tôi sẽ làm lại, chọn danh mục là mỹ thuật đan mạch, khối lớp 2, môn học mỹ thuật, chúng ta cứ vào đây danh mục khóa học, chúng ta phải vào chức năng là thêm khóa học. Xin lỗi các bạn, thêm khóa học. Thì trên phần trạng thái này thì chúng ta sẽ chọn là đang hoạt động đi. Nếu mà chúng ta cái bài giảng này chúng ta soạn cho tuần sau thì chúng ta vào nháp, còn chúng ta làm để chúng ta chuẩn bị luôn thì chúng ta cho vào đang hoạt động. Sau đó ta chọn danh mục chung là danh mục mỹ thuật đan mạch lớp 2. Vì mỹ thuật đan mạch trước là tôi đã tạo rồi. Lớp 2. Tên khóa học. Đấy. Tên khóa học thì tôi nghĩ ghi đó là vào tuần vừa rồi 21, bây giờ tuần 22-23 đi, tuần 22 là chủ đề 9, màu sắc thiên nhiên.
màu sắc thiên nhiên. Bài này 2 tiết. Đây 1 tiết thì chúng ta tùy để ghi vào. Nó chọn khối. Đây là khối lớp 2. Môn học là môn mỹ thuật. Đấy, giá tiền thì thôi. Chắc là miễn phí thì. Chúng ta chọn tiếp là đối tượng đất đơn vị nên bắt buộc chúng ta phải chọn. Đó là trường tiểu học Hồng Hóa. Đấy, thì nó sẽ hiện đây. Và ta chọn là khoa học nổi bật đi. Tiếp theo ở phía dưới cái phần này thì chúng ta chọn cái ảnh đại diện là của cái bài này. Nó như bài nào thì chúng ta chọn vào đây. Ví dụ tôi chọn một cái hình ảnh đại diện cho một cái bài. Tôi xem nào, có hình ảnh nào không? Sắc màu thiên nhiên này. Để chọn một cái hình ảnh nào đó. Không có hình ảnh nào à? Để xem nào, có một hình ảnh nào cho minh họa cho các bạn dễ nhìn. Rồi, không có một cái ảnh nào cả. Rồi, để xem bên này. Đây, tôi cho một cái tranh nào đó đi. Đấy, ví dụ bức tranh này. À, ta dùng cái file này để làm cái đại diện cho một cái bài học chẳng hạn. Đấy là tôi ví dụ. À, đấy là đại diện cho bài học này. Tiếp theo, các bạn sẽ kéo bên dưới. Chúng ta phải nhập mô tả. Thì mô tả đây chính là cái mô tả của cái bài học này, cái mục tiêu chung của cái bài học này. Đấy, thì chúng ta sẽ đánh vào đó cái nội dung mục tiêu của cái bài học, thì chúng ta sẽ đưa cái nội dung bài học ấy vào. À, đợi tôi một chút thì tôi sẽ đưa vào, tôi làm minh họa luôn để cho các bạn sẽ nhìn thấy rõ này. Tôi xem là cái bài chủ đề 9 nữa chỗ nào. Sắc màu thiên nhiên đi rồi. Chúng ta sẽ copy luôn cái phần mục tiêu này vào. Đây. Ta dán vào đây. Đây là cái phần mô tả của cái bài học này. Còn các bạn mô tả nào thì các bạn tùy. À, xong tiếp trên phía dưới này chúng ta chọn về cấu hình khoa học. Thì đối với phần này là các bạn nên lưu ý một chút. Trong cái mục là được đăng ký tự do thì trong phần này thì các bạn sẽ chọn không hoặc là có. Đấy. Nếu chọn không thì là những cái đối tượng mà các bạn muốn phải học ạ. Thì là một đối tượng nhất định, đó là lớp 2A hay 2B. Tí nữa chúng ta sẽ add cái lớp ấy vào. Còn nếu mà chúng ta để là không là đối tượng nào cũng học được, đối tượng nào cũng có thể vào học được. Nhưng mà nếu có thì chúng ta đưa một cái đối tượng vào, bắt buộc cái đối tượng đấy được học, còn đối tượng khác không được học. Đấy. Thì chúng ta sẽ để tự do, thế là không cần phải điều kiện gì cả. Bên này thế, nó sẽ chọn là tự động duyệt đi, chọn có, tự động nó sẽ duyệt. Những ai vào cái nó sẽ tự động sẽ duyệt luôn, không cần phải qua chúng ta nữa. Còn nếu chúng ta để không thì chúng ta phải duyệt chọn các em đăng ký học. Đấy. Thì các bạn lưu ý trước mục này. Chứ ngày bắt đầu khóa học, ví dụ ngày bắt đầu khóa học là tôi muốn bắt đầu là ngày hôm 9 ngày hôm nay đi. Ngày hôm 9. Và kết thúc khóa học là tôi để là ngày 12. Đấy. Và thời gian học từ ngày. Thời gian thì trong cái một thời gian này thì chúng ta là phải bắt buộc phải đặt mốc thời gian
cho cái khóa học, ví dụ được đặt từ 8 giờ đến 9 giờ chẳng hạn. Đấy, thì chúng ta sẽ đặt thời gian ở đây. Đấy, chúng ta lưu ý đó. Còn mục tắc và khóa liên học thì chúng ta thôi không cần. Tiếp theo, chúng ta vào cái phần là cấu hình chương mục. Thì trong cái phần này nó lại thêm một chút mà chúng ta cần phải lưu ý này. Cấu hình chương mục chính là nội dung của bài học. Còn phía trên kia chúng ta chỉ là cái điều kiện của cái bài học của ta ai thôi. Còn bây giờ cấu hình học là chúng ta xem bài học này nó có gồm bao nhiêu nội dung bài học. Thì trong cái bài học này là có 2 tiết. Có 2 tiết. Thường thường là như chúng ta học thì có một cái phần khởi động. Thì chúng ta sẽ thêm cái chương mục đầu tiên là chúng ta gọi là mục 1 đi. Mục 1 là khởi động. Khởi động bài. Nhưng đấy là bình thường chúng ta dạy như thế thì chúng ta làm khởi động. Còn không ở đây thì chúng ta sẽ ghi là ví dụ bài nó có 3 chương chẳng hạn, chương 1, chương 2, chương 3. Thì tùy chúng ta. Đấy. Thì hoặc là những cái kiểu các hoạt động. Đấy. Hoạt động 1, nó ghi là hoạt động 1 đi. Tôi ghi cho nó dễ. Hoạt động 1. Hoạt động 1 là tìm hiểu. Đấy, hoạt động 1 là tìm hiểu. Tiếp tục tôi thêm một chương mục mới, đó là hoạt động 2. Hoạt động 2 là hoạt động là cách thực hiện. Tôi thêm một cái chương mục nữa là hoạt động 3. Hoạt động 3 đây tôi cho là bài tập về nhà đi. Bài tập chúng ta phải thực hiện. Thế như vậy trong cái nội dung cái bài này tôi làm 3 chương mục. Đó là một chương mục 1 là tìm hiểu, chương mục 2 là cách thực hiện, chương mục 3 là bài tập. Như vậy thì đối với các bạn thì có thể là rất nhiều các chương mục khác thì các bạn tùy các bạn bạn đặt cấu hình thì tùy. Đấy, các bạn lưu ý như thế nhé. Chúng ta kéo xuống và chúng ta lưu lại. Đấy, đây là chúng ta đã thêm khóa học thành công. Đã đồng ý. Thế như vậy, ở đây nó hiện lên cái khóa học của tôi là chủ đề 9, màu sắc thiên nhiên, mỹ thuật Đan Mạch lớp 2. Cấu hình còn có ngày giờ kết thúc này. Úi giời ơi, hát hơi quá. Đã Covid rồi. Về đề cương gồm một số có 3 chương mục nhá, đấy. Ngày tạo như này. Đây là cái học chúng ta đã tạo xong một cái tiêu đề thôi. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ phải làm sao để đưa học sinh này vào này, rồi là đưa nội dung bài giảng của chúng ta vào, thì chúng ta tiếp tục vào cái phần quản lý bài giảng của chúng ta. Các bạn tiếp tục sẽ tích vào đây. À xin lỗi, chúng ta sẽ tích vào chủ đề 9 này. Đấy, chủ đề 9 này, chúng ta nhìn này. Khóa học gồm có chủ đề 9, màu sắc thiên nhiên. Thứ nhất là cái thống kê. Thống kê là trong quá trình chúng ta đưa cái bài học này và chúng ta triển khai đến cho học sinh thì là có bao nhiêu học sinh vào học cái bài này thì nó sẽ thống kê lên đây. Ví dụ ở lớp 2A có 30 học sinh mà trong khi đó có 2 em vào học thôi thì sẽ hiện là 2/30 tổng số của các em, thì chúng ta sẽ thống kê được biết rằng là em nào vào học và tên nó hiện tên em đó lên. Em nào không vào học là chúng ta biết được và kiểm soát được cái việc này. Bên thứ hai đó là học viên. Phần học viên này thì chúng ta sẽ thứ nhất là chọn đơn vị sở tại này, chọn năm học này,
năm học là 19-20 đúng không ạ? Đấy, khối lớp học và trạng thái, để cái này chúng ta cứ bình tĩnh, chúng ta phải chọn vào khối chức năng này. Phần quản lý học viên. Đấy, quản lý học viên. Chúng ta chọn trường tiểu học Hóa. Chọn, nếu chúng ta thêm danh sách từ Excel, chúng ta thêm danh sách Excel. Chỗ này các đồng chí phải lưu ý nhé, rất là dễ nhầm. Nếu thêm Excel thì chúng ta thêm danh sách ngoài đưa vào. Còn nếu không, người ta lấy từ danh sách người dùng, thì trong danh sách người dùng thì tôi đã đưa áp danh sách của toàn bộ các khối từ khối 1 đến khối 5 của trường Hương Hóa rồi. Thì chúng ta sẽ xuống cái phần thêm danh sách người dùng nhé. Các trường khác cũng vậy thôi, thêm danh người dùng. Thì chúng ta nhìn này, nó sẽ ra rất nhiều các học sinh ở đây. Đấy, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 đang lẫn lộn lung tung. Thì chúng ta thứ nhất là chọn đơn vị này. Sau đó đã chọn khối học là vừa nãy học ở khối 2. Sau đó đã chọn là đối tượng lớp học là lớp nào, lớp 2A, 2B, 2C thì tùy. Thì chúng ta sẽ chọn là lớp 2A. Xong ta bấm vào mục tìm kiếm. Đấy, thế như vậy đây là sẽ ra toàn bộ danh sách học sinh của lớp khối 2. Đấy, chúng ta sẽ tích vào đây. Sẽ bấm lưu lại. Đấy, như vậy đã thêm được thành công là 35 học viên vào khóa học. Rồi bấm đồng ý. Rồi, bây giờ trở lại cái danh sách khóa học. Đã tích vào cái mục sắc thiên nhiên. Chúng ta nhìn ở đây đã hiện lên là 35 học viên trên tổng 35 học viên. Đấy, sau này học thì chúng ta sẽ biết được là bao học sinh sẽ học để kiểm tra được. Đấy. Đây là các học viên của lớp chúng ta. Đấy, chúng đã duyệt này, nhưng mà các em vẫn chưa học nhé. Đây là các em chưa học và tiến trình học nó hiện phần trăm ở đây. Và chúng ta sẽ nhìn từng em một. Em Đỗ Đức Anh chẳng hạn là tiến trình học của em học mới được có 5% thôi, chứng tỏ em mới vào mới làm được một chút thôi. Còn em nào mà làm hết là phải đạt được 100% như này thì chúng ta quản lý ta biết ngay là em nào học như thế nào. Và em nào không học là chúng ta đều biết. Em nào không học nó hiện được 0%. Thế phần về cấu hình thì chúng ta đã cấu hình rồi. Về đề cương. Ta chọn đề cương này. Thế bây giờ quan trọng nhất là cái phần đề cương là chính người ta đưa cái bài tập của chúng ta lên ấy. Thì chúng ta vào cái phần quản lý. Đấy. Ta vào cái hoạt động 1 là phần tìm hiểu. Phần tìm hiểu này thì tôi sẽ ví dụ của tôi đưa một video cho các em xem. Các em xem thì một là chúng ta sẽ up một cái video trực tiếp lên đây, hai là ta lấy một cái đường link video ở YouTube để ta đưa nó sang, để tôi đang lấy một đường link của YouTube. Chào các bạn, bước sang phần 2 chuyên sâu hóa chiến thuật thuộc chuyên đề các xu hướng mới trong chiến thuật khai khúc. Chúng ta sẽ có dịp. Đây tôi lấy một cái video hướng dẫn cách cài đặt Zoom trên laptop để ta đưa sang. Ta sẽ tích vào phần chia sẻ. Xong ta sao chép nhé. Sao chép cái mã nhúng này vào. Đấy, ta sao chép. Ta bấm sao chép cái mã nhúng để chia sẻ trên cái mục link này. Thì nó bắt đầu ra thêm cái mới học liệu. Thì đây là ta sẽ nhìn đến dưới này, ta nhìn này là bài giảng nhúng video. Đây tôi sẽ chèn cái mã nhúng ở đây. Đây xong cái tiêu đề học tập là chỗ này là cái video cách cài phần mềm Zoom, người ta cũng gõ vào đấy. Đây là tôi ví dụ nhé.
Zoom trên laptop. Đấy, ví dụ như thế. Thế còn cái liên quan đến nội dung bài học của các đồng chí là các đồng chí phải đưa đúng cái link đấy và gõ đúng cái nội dung bài tập vào. Xong chúng ta sẽ bấm lưu lại và chúng ta mô tả cái đoạn video hướng dẫn đó là nó sẽ hướng dẫn về cái gì. Có nghĩa là giới thiệu về cảnh đẹp thiên nhiên hoặc cái gì đó thì cái nội dung đấy thì các đồng chí biết rồi. Bây giờ chúng ta bấm lưu lại. Là vào được phần đồng ý. Thì như vậy là chúng ta nhìn đây là cái hoạt động 1 thì chúng ta đã chèn một cái video. Đây là hoạt động 1 là tìm hiểu, chèn một video. Tiếp tục ta sang cái đến hoạt động 2. Ta tích trở về cái sắc màu thiên nhiên này. Nó trở lại phần đề cương. Ta nhìn này, học liệu chúng ta bắt có một một học liệu trong ba chủ đề nhá. Tiếp tục phần đề cương, ta vào phần cách thực hiện. Ta vào quản lý. Tiếp tục trong cái phần này tôi lại là không đưa video nữa mà tôi đưa một cái bài giảng PowerPoint lên cái phần mềm này. Thì chúng ta làm thế nào? Chúng ta tích vào thêm học liệu và ta đưa vào cái bài giảng PDF hoặc là PowerPoint. Đấy. Các bạn nhìn này. Đấy, tiêu đề học là đi là sắc màu thiên nhiên đi. Đấy, ngày bắt đầu là ngày mùng 9 và ngày kết thúc là chúng ta cho vào ngày là ngày 12 đi. Ngày 12 nhá. Sau đó ta kéo đây là chọn file có sẵn. Sau đó ta chọn mục tải lên. Ta tìm đến cái bài PowerPoint của chúng ta. Rồi, đây là chủ đề 9, sắc màu thiên nhiên. Các bạn đợi một chút. Đợi chơi lên, đợi tôi một chút xem nào. Chưa thấy lên. Các bạn đợi chút, mạng có thể nó hơi chậm. Đây rồi. Ra lên đây rồi. Đây là cái chủ đề lớp 9 sắc màu thiên nhiên. Ta tích vào đây và tích vào dùng file. Và những cái file khi chúng ta đưa lên thì đây chính là cái tài liệu mà đã đưa lên hệ thống và nó sẽ lưu ở trong tài liệu này, lần sau chúng ta có thể sử dụng lại được. Và đang load các cái bài giảng lên. Và trong một cái bài học này không phải là học một ngày xong mà có thể học rất nhiều ngày. Từ 9 đến 12 mới xong rồi. Thế vậy hôm nay học một cái bài PowerPoint. Nhưng ngày mai à, tôi hẹn ngày mai là có một cái đoạn. Đây, tôi lưu lại đã, lưu lại và đồng ý. Ngày mai là tôi muốn live stream. Tôi muốn live stream mà tôi muốn dùng phần mềm Zoom để hướng dẫn các bạn. Sau khi các bạn nghiên cứu rồi thì mai tôi sẽ gặp mặt các bạn trực tiếp và trao đổi xem có vướng mắc gì không. Thì chúng ta sẽ nhúng một cái Zoom ở đây để chúng ta sẽ
học trực tuyến, gọi là trực tiếp gặp mặt giữa các thầy cô và học trò. Thì chúng ta sẽ thêm, tiếp tục thêm một học liệu mới trong cái hoạt động 2 này. Và đây là chúng ta sẽ vào phần phòng học trực tuyến Zoom. Thì trong cái nội dung này có rất nhiều bài giảng tự do này, rồi bài giảng Word nhé, bài giảng tự do là bài giảng Word ấy, rồi rất nhiều các bài giảng khác, rồi có khảo sát, rồi bài thi rất là nhiều. Đấy, dần dần tôi tìm hiểu những cái phần khảo sát và thi, mai tôi sẽ hướng dẫn một video riêng. Còn nay chúng ta sẽ tập trung làm cái này để chúng ta sẽ đưa được cái bài tập lên thôi. Bây giờ tôi sẽ đưa một cái phòng học trực tuyến Zoom lên. Ví dụ như này, Zoom ở đây chính là cái tài khoản mà chúng ta đăng nhập ấy. Đó là chính mail của chúng ta đấy, cái mail của các bạn đấy. Ở đây tôi đăng nhập với tài khoản của tôi là Nguyễn Thắng 77. Đấy, Nguyễn Thắng 77. Và tên phòng, tên phòng này thì chúng ta sẽ đánh chính là cái địa chỉ ID. ID của chúng ta, ID để cố định 815 đấy, 809 7689 ở đây. Còn cái phần cái đường dẫn tham gia thì chúng ta sẽ sẽ mở ở đây. Đây tôi lấy luôn một cái Zoom ở đây luôn đi. Zoom này là của một người khác. Thì tôi sẽ đây lấy này. Chúng ta sẽ tích vào phần sâu meeting nhé. Chúng ta sẽ hiện lên này, đây là của Nguyễn Thị Trang, của cùng Nguyễn Thị Trang nhé. Đây tôi sẽ thử luôn. Tôi sửa lại cái địa chỉ này nhé. Địa chỉ của cô này lại khác. Địa chỉ là như này. Đây tôi làm thao tác, các đồng chí cũng phải lưu ý cái này. Sau chúng ta không để ý chúng ta sẽ không làm được. Đây chỗ này là cùng Nguyễn Thị Trang, ta phải gõ lại địa chỉ. Trang Thắng 85 cổng gmail. Đấy, ví dụ như thế. Cái đường dẫn tham gia này thì chúng ta để ý này, lưu ý ta nhìn, ta mở lại cái mục Zoom này. Mục Zoom ta nhìn này, ta copy đầy đủ cả cái dòng này. Đấy, đây là cái địa chỉ tham gia. Địa chỉ tham gia ta dán vào đây. Đấy, như vậy là xong, ta tạo mới. Tạo mới. Nhưng tuy nhiên là trong cái phần phần room này chúng ta phải đặt lịch hẹn cho học sinh. Ví dụ đây. Đây là của mình, là của chị Trang, đặt lịch hẹn này là xuất phát từ lúc ngày nào, ngày mùng 9. Và thời gian nào. Đây, chúng ta tích vào đây. Học 1 tiếng, 2 tiếng thì chúng ta tích vào. Rồi, chúng ta sẽ chọn và chúng ta bỏ cái phần mật khẩu đi. Không cần đặt mật khẩu nữa. Vì mật khẩu thì sau khi học sinh vào thì chúng ta phải để phải cấp quyền rồi là kích rất là phức tạp, phải cho bỏ cái phần mật khẩu đi nhé. Để học sinh tự do vào. Đấy, chúng ta sẽ đặt lịch. Đặt lịch cho cái buổi học đó. Đây, như này chúng ta bắt đầu tạo mới. Đấy, chúng ta nhìn này. Thế như vậy là đã tạo với việc Zoom trực tuyến cho học sinh. Sau khi học cái bài PowerPoint xong thì chúng ta sẽ chuyển sang cái ngày hôm sau. Hôm trước là học PowerPoint, hôm sau chúng ta sẽ học và trực tiếp đối thoại, tiếp để trao đổi. Thế như vậy là ta đã xong, tiếp tục là cái phần học liệu của cái phần hoạt động 2. Bây giờ đã chuyển sang cái hoạt động tiếp theo. Đấy. Đây là có 3 học liệu rồi. Đúng không? 3 học liệu.
đến phần hoạt động 3 là bài tập. Bài tập là gì? Bài tập chính là chúng ta sẽ giao bài tập cho học sinh. Nội dung bài tập để các em làm. Thì trước đây chúng ta có thể là đưa một cái bài Word, là đưa cái bài học tập, bài làm bài tập. Nhưng đối với học sinh cấp 1 thì có thể hơi khó. Học sinh cấp 2 ấy, là sau khi làm xong cái phần bài tập này là sẽ phải gửi lại cho chúng ta để chúng ta xem, thì trong đấy có mục đấy, nó sẽ có mục gửi lại cho chúng ta. Đấy, chúng ta tích vào cái bài giảng tự do này. Thì trong cái bài giảng tự do này thì chúng ta có thể đưa một cái file Word hay file gì đó đưa lên nhé. Thử xem nào, có file bài giảng tự do này, file Word không, để kiểm tra lại. Thêm bài mới này. Bài tập về nhà. À, chúng ta sẽ tích vào cái mục bài tập về nhà nhé, phần 3. Phần 3 chính là cái phần là bài tập, thì chúng ta sẽ tích vào thêm một học liệu. Chúng ta sẽ tích vào phần bài tập về nhà. Thì trong bài tập về nhà nó có bài Excel này, bài Doc này, rồi là bài GP ảnh, rồi ghi ra rất là nhiều. Đây là ta chọn tiêu đề, đây ghi là bài tập. Bài tập về nhà. Đấy, sau đó là chúng ta sẽ chọn một cái file nào đó. Đây. Tôi ví dụ tôi đưa luôn cái giáo án vừa nãy lên đi. Đó. Nha, tôi đưa luôn cái giáo án lúc nãy lên. Đây, đưa một cái giáo trình gì đó lên cũng được. Đấy, đây là giáo trình mỹ thuật đây. Tích có thể là dùng file. Đấy, như là file đã lên xong mà ta sẽ lưu lại. Nội dung không được để trống. Đây, nội dung người ta chính là cái phần này. Là yêu cầu các bạn, yêu cầu các em hoàn thành chẳng hạn. Ví dụ như vậy, chúng ta lưu lại. Nhìn xem nó có lỗi đâu. Trạng thái hiển thị này. Sao không được? Để bỏ cái file đi xem. Chúng ta đến cái file khác xem nào. Tại sao thế này không được? Rồi, chúng ta lên tạm cái này đi. Rồi không, lấy cái này. Các bạn đợi tôi. Lấy tạo một file nào đó đi. Sao phần lưu lại không cho lưu đây? À, chỗ phần này chúng ta chọn là ngày phải nộp cái bài này, hết hạn là ngày 12 nhưng ta sẽ cho vào ngày 11 đi. Rồi, vậy tôi bỏ cái file đi, tôi chọn cái file này đi, nó đúng với nội dung bài học. Nãy là chúng ta chưa cái chọn cái ngày hết hạn, ngày phải nộp, chúng ta chưa chưa đánh dấu vào đó.
lỗi vẫn chưa được. Được rồi, tôi đã trở lại, đã làm lại cái này. À, đây là hệ thống đang xử lý. Chúng ta đợi một chút, hệ thống đang xử lý cái nội dung đó. Có thể là mạng hơi chậm. À, tí nữa tôi sẽ vào cái phần đăng nhập mấy cái này, thì ta vào cái phần tài khoản của học sinh để chúng ta biết được xem là chúng ta phải học những cái gì và làm những cái gì. Thì các bạn đợi tôi một chút, do có thể là mạng dạo này hơi chậm chần, hơi chậm, cho nên là các bạn chỉ có đợi được một tí. Đấy, vừa rồi là vừa mất kết nối, mạng rất là chán. Mạng bị mất kết nối rất là tiếc. Được rồi, ta sẽ làm lại xem nào. Tôi sẽ làm lại. Vâng, mạng đang mất. Thôi được rồi. À, có thể là cái bài video hướng dẫn của chúng tôi hôm nay đến đây là tạm như vậy. Chúng ta đã hình dung được một cái bài tập đưa lên như thế nào. Thế ngày mai tôi sẽ thoát tài khoản này ra và tôi sẽ vào một tài khoản học sinh để thử xem là cái bài học của chúng ta tạo lên như thế nào. Và chúng ta sẽ biết được là nội dung ra sao. Và một cái phần quan trọng nữa đó là chính là cái phần tạo bài thi và bài thi trắc nghiệm, bài thi cuối kỳ để cho các em học sinh tham gia cuộc thi để mình có thể đánh giá, qua đây mình đánh giá xem các em nhận cái bài như nào. Vâng, cái bài hướng dẫn của tôi đến đây là tạm dừng. Chúc các bạn xem video và có thể hoàn thiện được cái nội dung đưa bài giảng lên phần mềm trực tuyến trong cái phần mềm e-learning của VNPT. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.